Vương Vĩ Dân trọng sinh trở về 1980 năm, lúc này cải cách mở cửa bức tranh mới từ từ triển khai, vô số kỳ ngộ đang chờ đợi hắn. Đời này hắn chắc chắn đi lên một con đường hoàn toàn bất đồng, lộng triều thời đại phong vân. Chương 1 Thuộc đạo Sơn Lâm Tràng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 2 Ta gây chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 3 Bị xuyên giày nhỏ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 4 Lĩnh cư hài tử mênh mông Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 5 Giáo thụ nữ nhi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Mênh mông cha đẻ là cầm thú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 7 Sinh mạng ta bước ngoặt. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Phong tuyết đêm 30 bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Mênh mông bệnh tình nguy kịch. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Đi tới võ đô trung tâm bệnh viện. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét.